Kênh bán nhà quận 7 chính chủ hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 2177 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà thì có diện tích ngang 5, dài 10m, nhà một trệt 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, đường trước nhà thì được 8m nha cô chú anh chị. Xe hơi thì chạy ra vô thoải mái. Cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh thì cô chú anh chị đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để xem bên trong căn nhà nha. Đây là trước nhà này, xe hơi bên kia là đầu thoải mái nè. Này là quay Quỳnh Tấn Phát đi vô nha cô chú anh chị. Đây là khu Quỳnh Tấn Phát này, rất là yên tĩnh, nhà thì hướng nam. Nhà bên đây nha cô chú chị, trong đây người ta còn cái miếng đất ở ngoài này nữa. Đó, hai lầu sân thượng. Đường trước nhà thì được 8m luôn. Xe thì cửa rào là đầy đủ nha cô chú chị. Nhà thì hai cửa, ở ngoài thì có cái cửa sắt. Rồi xong mình vô trong thì còn cái ban công nha cô chú chị. À, khoảng trống của bên trong để mình để xe máy đồ thoải mái như quý anh chị. Xe hơi thì mình đổ ngoài bình thường. Trong thì cửa nhôm sifa 4 kính, rất là đẹp. Nhà thì mua bán tặng full nội thất nha cô chú anh chị, full nội thất luôn. TV, sofa đồ đầy đủ hết, không thiếu gì nha cô chú anh chị. Nhà thì hướng nam, cô chú anh chị ra chợ Phú Xuân nó không tới 5 phút đâu nha cô chú anh chị. Đi vô trung tâm Phú Mỹ Hưng quận 7, Rexmont hay Vinvo City rồi không tới 10 phút, không quá là 10 phút nha cô chú anh chị. Trung tâm quận 1 tầm 20-25 phút thôi. Nhà thì rất đẹp, tặng sofa, máy lạnh rồi TV đầy đủ nha cô chú anh chị, TV 60 inch luôn. Rèm cửa thì chủ nhà cũng đã trang bị sẵn cho mình hết rồi, sofa chưa mở luôn nè. À, em quay cận kẽ cho cô chú anh chị xem để cô chú anh chị còn tham khảo nha cô chú anh chị. Em đưa cô chú anh chị ra sao, TV rất lớn. Cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh nha cô chú anh chị. À, mấy cái học này để mình chưng rượu rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bên đây cũng vậy luôn. Đây sẽ là không gian nhà bếp. Tủ lạnh rất là lớn, mua bán tặng hết rồi thất nha cô chú anh chị. Đây có cái cửa sổ mình mở ra rất thoáng, bên đây mai mốt người ta xây nhà là mình khỏe nha cô chú anh chị. Không gian bếp này. Dưới thì lớp đá. Cuối nhà thì nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Cuối nhà thì nhà vệ sinh đây. Nhà thì xài máy nước nóng năng lượng mặt trời rồi nha cô chú anh chị. Em cũng xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 2177 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 5, dài 10m, nhà một trệt, 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là tỷ 6 còn thương lượng nha cô chú anh chị. Em mời cô chú anh chị đi lên trên lầu để xem trên lầu. Nhà thì cầu thang thì ốp gỗ, kiến thì kiến cường lực nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào xem kênh muốn đi xem nhà thì liên hệ cho em ở số điện thoại 0913 78 1712. Em sẵn sàng sẽ cho cô chú anh chị qua xem nhà. Cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Đây lên thì đây một cái phòng. Phòng thì đã trang bị sẵn rèm cửa rồi máy lạnh hết rồi nha cô chú anh chị. Nhà thì hướng chính này, hướng nam. $5.6 triệu. Còn thương lượng chính chủ, chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% luôn nha cô chú anh chị. À, rèm cửa thì có sẵn hết luôn.
Đây có cửa sổ nè, cửa dưới này ha. Đó, cửa sổ thì cửa sổ hướng đông. Cửa thì cửa cao cấp. Không gian thì đây là nhà vệ sinh nha các chú anh chị. Nhà vệ sinh thì tắm có vách kính mà không có bị văng nước ra ngoài nha các chú anh chị, để phòng trước. Phòng nào cũng có máy lạnh hết rồi nha cô chú anh chị. Đây là ban công của lầu 1. Ban công lầu 1 nha cô chú anh chị. Đó, trước nhà có cây bông giấy nè. Rất là đẹp. Đây là ngoài đường ngoài 2177, ngoài kia là Quỳnh Tấn Phát nha cô chú anh chị. Cách đây ra ngoài chừng 50 m thôi. Đè hẻm trước nhà được 8 m. Quay cho cô chú anh chị mình xem. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thì mời cô chú anh chị lên lầu 2. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở 2177 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 5, dài 10 m, nhà một trệt 2 lầu, sân thượng, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh nha cô chú anh chị. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ 6, 5 tỷ 6 còn thương lượng chính chủ. Bốn phòng ngủ, bốn vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ 6, 5 tỷ 6 thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Nhà thì ngay thị trấn Nhà Bè, ngay chợ Phú Xuân luôn cô chú anh chị, đi ra chút xíu là chợ Phú Xuân rồi. Ngoài Quỳnh Tấn Phát thì bắt quá xanh, điện máy xanh đầy đủ nha cô chú anh chị. Phòng nào cũng có cửa sổ hết nha cô chú anh chị. Nhà này cô chú anh chị mua về là ở là rất là cứng cáp nha cô chú anh chị, gần trung tâm thị trấn luôn. Đi vô quận 7 nó không tới được 5 phút, nó qua kia xíu là tới. Nhưng mà vô Phú Hưng thì tầm khoảng chừng không dưới 10 phút nha cô chú anh chị. Đây là nhà vệ sinh đây. Vệ sinh thì có vít kính, máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời. Phòng nào có máy lạnh hết rồi nha cô chú anh chị. Đây là ban công của lầu 2. Thì nhà thì lầu nào có ban công hết nha cô chú anh chị. Hướng chính thì hướng nam. Hả? Rèm cửa thì có sẵn hết. Trước thì hai cửa nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị lên sân thượng. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở 2177 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 5, dài 10 m. Nhà một trệt 2 lầu sân thượng. 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 6 nha cô chú anh chị. Nhà thì có giếng trời nha cô chú anh chị. Đây là giếng trời đây. Đó, trên đây thì có cái sân thượng này mình thiết kế sẵn để cho cô chú anh chị mình còn lên đây ngồi cà phê nhâm nhi rồi nha. Đây, sân thượng rất lớn đây. Sân thượng quá lớn luôn. Rộng lớn nha, sân thượng nè. Đó, dòng qua đây, trang bị sẵn máy giặt nha cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị mình xem. Đây là ngoài 2177 nè. Đó, ngoài đó là Quỳnh Tấn Phát, cách Quỳnh Tấn Phát 50 m nha cô chú anh chị. Rất là rộng lớn luôn. Đây mà bàn này mình ngồi là thoải mái. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở 2177 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 5, dài 10 m. Nhà một trệt 2 lầu sân thượng. 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ 6. 5 tỷ 6 còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào trên kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha.